vị và các bạn, trong những năm gần đây, hiện tượng cá mập xuất hiện ở một số các địa phương ven biển nước ta như Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn, Bình Định, Khánh Hòa ngày một thường xuyên hơn, gây ra sự lo lắng cho các ngư dân khi đánh bắt hải sản cũng như cho du khách. Cũng đã có những hiện tượng cá mập tấn công người. Gần đây nhất vào ngày 27 tháng 3, có ngư dân giăng lưới đã bắt được cả hàng chục con cá mập tại đầm Hòn Già, thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó vào ngày 26 tháng 3, tại vùng biển xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện đàn cá mập trắng, trọng lượng từ 3 đến 5 kg một con. Ngày 26 tháng 12 năm 2013, một con cá mập giặt vào bãi tắm Nha Trang, dài trên 2 mét, đường kính lớn nhất vòng bụng là từ 60 đến 70 cm, ước trọng lượng từ 170 đến 180 kg. Loại cá này tập trung ở khu vực cách bờ 60 km, ở tầng nước mặt đến độ sâu 366 m, có miệng nhỏ, thường săn các đoàn cá nhỏ như cá cơm, cá trích để làm thức ăn. Đêm ngày 13 tháng 8 năm 2013, khi thả lưới ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, tàu cá của một ngư dân ở xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã phát hiện một con cá có kích thước khổng lồ, dài đến gần 5 mét, nặng gần 800 kg. Đây là loại cá mập voi lớn nhất hiện còn sinh tồn, nhưng đây là loại cá không gây nguy hiểm cho người. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2012, ngư dân ở phường Trần Phú đã bắt được một con cá mập nặng gần 50 kg ở cách bờ biển Bình Định chưa đến 100 m. Trong tháng 7, đoàn cán bộ của Viện Hải dương học Nha Trang đã câu được liên tiếp 2 con cá mập sọc trắng. Ngày 7 tháng 11 năm 2011, tại vùng biển quanh khu vực đảo Cù Lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, Quảng Nam, nhiều đàn cá mập cũng lũ lượt kéo về. Theo nhiều ngư dân, cá mập xuất hiện nhiều và đi thành từng đàn là hiện tượng lạ từ xưa đến nay, bởi vùng biển khu vực quanh đảo này rất ít khi cá mập xuất hiện. Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới, việc cá mập tấn công người tại các bãi biển không phải là chuyện hiếm, đặc biệt là tại các bãi biển Australia và Mỹ. Cho dù có gây ra các vụ chết người hay không, thì từ xưa tới nay, cá mập vẫn là nỗi ám ảnh lớn đối với những người ưa các môn thể thao dưới biển. Vào cuối năm ngoái, vận động viên lướt ván 19 tuổi Jack Young chết thảm do bị cá mập tấn công khi đang cùng bạn bè lướt sóng ngoài khơi bờ biển New South Wales của Australia. Khi được cứu thoát khỏi con cá mập hung dữ, nạn nhân đã bị cắn đứt hai chân và cuối cùng Jack Young đã tử vong do vết thương quá nặng. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ cá mập tấn công gây chết người tại các bờ biển ở Australia. Theo các chuyên gia, mỗi năm tại nước này có khoảng 15 vụ cá mập tấn công người, một nửa trong số đó khiến nạn nhân thiệt mạng. Còn tại Mỹ, vào ngày 21 tháng 8 năm 2013, cô Jana Latterop, 20 tuổi, một du khách trẻ người Đức, đã qua đời tại bệnh viện Hawaii sau một tuần chống chọi với tử thần sau khi bị cá mập cắn đứt tay. Tai nạn xảy đến với Latterop khi cô tham gia lặn biển ở vùng nước tối cách không xa bãi tắm thuộc quần đảo Maui tại Hawaii. Đây chỉ là một trong 7 vụ cá mập tấn công diễn ra tại vùng biển Hawaii trong năm 2013. Tại New Zealand, vào ngày 27 tháng 2 năm 2013, cả nước đã chấn động trước thông tin Adam Strange, một nhà làm phim 46 tuổi, đã bị cá mập tấn công khi đang bơi tại bãi biển Moriwai, phía tây Auckland. Cảnh sát đã phải bắn chết con cá mập để đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Đây là vụ cá mập cắn chết người đầu tiên ở New Zealand trong hơn 35 năm. Trước thực trạng các vụ cá mập tấn công người ngày càng gia tăng, chính quyền Australia, quốc gia có số vụ cá mập tấn công người nhiều nhất trên thế giới, và một số quốc gia khác đã tiến hành nhiều biện pháp để bảo vệ du khách, trong đó có việc thiết lập khu vực giám sát đặc biệt dọc các bờ biển nhộn nhịp, giăng lưới, gắn thiết bị phát điện tử vào cá mập, tuyên truyền hướng dẫn người dân và khách du lịch đề phòng nguy cơ bị cá mập tấn công. Thưa quý vị, cá mập là loại cá ăn thịt hết sức nguy hiểm. Vì vậy, các du khách và ngư dân cần làm theo các cảnh báo của các chuyên gia. Cá mập có thể tấn công con người. Khi tắm biển nên tránh những vùng nước sâu, tránh những địa điểm có lồng bè nuôi cá. Khoảng thời gian cá mập liên tục tấn công người thường trùng với thời gian xảy ra hiện tượng El Nino. Để phòng tránh những nguy hiểm, một phương pháp thường dùng là lắp đặt hệ thống ngư cụ cảnh báo phòng tránh cá mập tấn công người. Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết ấm lên thì nhiều người dân thường đi du lịch và một trong những địa điểm được chọn đó là tới những vùng biển đẹp để tắm và đương nhiên là họ bơi chung với nhiều loài động vật biển, kể cả cá mập. Chúng tôi xin nhấn mạnh là để phòng tránh những rủi ro, người dân nên bơi ở vùng biển có tuần tra và giữa ranh giới có gắn cờ, không nên bơi một mình, tránh bơi vào lúc hoàng hôn, bình minh hoặc ban đêm, không bơi ở vùng nước tối hoặc gần cửa sông, tránh bơi gần nơi đánh bắt cá hoặc gần các đàn cá và đặc biệt là không bơi khi đang bị chảy máu.
vị và các bạn, trong những năm gần đây, hiện tượng cá mập xuất hiện ở một số các địa phương ven biển nước ta như Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn, Bình Định, Khánh Hòa ngày một thường xuyên hơn, gây ra sự lo lắng cho các ngư dân khi đánh bắt hải sản cũng như cho du khách. Cũng đã có những hiện tượng cá mập tấn công người. Gần đây nhất vào ngày 27 tháng 3, có ngư dân giăng lưới đã bắt được cả hàng chục con cá mập tại đầm Hòn Già, thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó vào ngày 26 tháng 3 tại vùng biển xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa xuất hiện đàn cá mập trắng, trọng lượng từ 3 đến 5kg một con. Ngày 26 tháng 12 năm 2013, một con cá mập giặt vào bãi tắm Nha Trang, dài trên 2 mét, đường kính lớn nhất vòng bụng là từ 60 đến 70cm, ước trọng lượng từ 170 đến 180kg. Loại cá này tập trung ở khu vực cách bờ 60km ở tầng nước. Tim, 46 tuổi, đã bị cá mập tấn công khi đang bơi tại bãi biển Muriwai, phía tây Auckland. Cảnh sát đã phải bắn chết con cá mập để đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Đây là vụ cá mập cắn chết người đầu tiên ở New Zealand trong hơn 35 năm. Trước thực trạng các vụ cá mập tấn công người ngày càng gia tăng, chính quyền Australia, quốc gia có số vụ cá mập tấn công người nhiều nhất trên thế giới, và một số quốc gia khác đã tiến hành nhiều biện pháp để bảo vệ du khách. Trong đó có việc thiết lập khu vực giám sát đặc biệt dọc các bờ biển nhộn nhịp, giăng lưới, gắn thiết bị phát điện tử vào cá mập, tuyên truyền hướng dẫn người dân và khách du lịch đề phòng nguy cơ bị cá mập tấn công. Thưa quý vị, cá mập là loại cá ăn thịt hết sức nguy hiểm. Vì vậy, các du khách và ngư dân cần làm theo các cảnh báo của các chuyên gia. Cá mập có thể tấn công con người. Rất nhiều vụ cá mập tấn công gây chết người tại các bờ biển ở Australia. Theo các chuyên gia, mỗi năm tại nước này có khoảng 15 vụ cá mập tấn công người, một nửa trong số đó khiến nạn nhân thiệt mạng. Còn tại Mỹ, vào ngày 21 tháng 8 năm 2013, cô Jana Latterup, 20 tuổi, một du khách trẻ người Đức, đã qua đời tại bệnh viện Hawaii sau một tuần chống chọi với tử thần sau khi bị cá mập cắn đứt tay. Tai nạn xảy đến với Latterup khi cô tham gia lặn biển ở vùng nước tối cách không xa bãi tắm thuộc quần đảo Maui tại Hawaii. Đây chỉ là một trong 7 vụ cá mập tấn công diễn ra tại vùng biển Hawaii trong năm 2013. Tại New Zealand, vào ngày 27 tháng 2 năm 2013, cả nước đã chấn động trước thông tin Adam Strange, một nhà làm mặt đến độ sâu 100 đến độ sâu 366 mét, có miệng nhỏ, thường săn các đoàn cá nhỏ như cá cơm, cá trích để làm thức ăn. Đêm ngày 13 tháng 8 năm 2013, khi thả lưới ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, tàu cá của một ngư dân ở xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã phát hiện một con cá có kích thước khổng lồ, dài đến gần 5 mét, nặng gần 800 kg. Đây là loại cá mập voi lớn nhất hiện còn sinh tồn, nhưng đây là loại cá không gây nguy hiểm cho người. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2012, ngư dân ở phường Trần Phú đã bắt được một con cá mập nặng gần 50kg ở cách bờ biển Bình Định, chưa đến 100m. Trong tháng 7, đoàn cán bộ của Viện Hải Dương học Nha Trang đã câu được liên tiếp 2 con cá mập sọc trắng. Ngày 7 tháng 11 năm 2011, tại vùng biển quanh khu vực đảo Cù Lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, Quảng Nam, nhiều đàn cá mập cũng lũ lượt kéo về. Theo nhiều ngư dân, cá mập xuất hiện nhiều và đi thành từng đàn là hiện tượng lạ từ xưa đến nay, bởi vùng biển khu vực quanh đảo này rất ít khi cá mập xuất hiện. Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới, việc cá mập tấn công người tại các bãi biển không phải là chuyện hiếm, đặc biệt là tại các bãi biển Australia và Mỹ. Cho dù có gây ra các vụ chết người hay không, thì từ xưa tới nay, cá mập vẫn là nỗi ám ảnh lớn đối với những người ưa các môn thể thao dưới biển. Vào cuối năm ngoái, vận động viên lướt ván 19 tuổi Jack Young chết thảm do bị cá mập tấn công khi đang cùng bạn bè lướt sóng ngoài khơi bờ biển New South Wales của Australia. Khi được cứu thoát khỏi con cá mập hung dữ, nạn nhân đã bị cắn đứt hai chân và cuối cùng Jack Young đã tử vong do vết thương quá nặng. Đây chỉ là một trong